Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau khi lũ rút, bãi biển Sầm Sơn cũng gánh chịu ảnh hưởng khi hàng tấn rác, chủ yếu là thân cây, củi bị sóng đánh dạt vào bờ, nằm la liệt khắp nơi, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như người dân và khách du lịch. Chạy dọc 6 km bãi biển Sầm Sơn từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ, nhiều thân cây chất khắp nơi, chủ yếu là thân gỗ, củi theo lũ đổ ra biển rồi bị sóng đánh dạt vào bờ. Có những cây lớn dài đến hơn 4 mét trôi dạt trên bãi biển, rác ngập khắp nơi, ảnh hưởng đến việc tắm biển của du khách. Để tránh tình trạng mất mỹ quan khu du lịch biển, đội cứu hộ ở bãi biển Sầm Sơn cũng liên tục đi dọc bãi biển, dọn bớt các cành cây, đồng thời huy động thêm nhân viên môi trường thu gom rác rồi tập kết trên bãi biển. Số lượng rác thải dạt vào bãi biển lên đến hàng chục tấn. Để dọn dẹp được số rác thải này phải mất rất nhiều thời gian. Một số rác đã thu gom, tập kết trước đó sẽ được di chuyển sớm nhất.